cò nó muốn rớt cái kia ra luôn. Ông chị bị tức là nó bị dính ngoài dưới nào. Ê, ngoài dưới gì nó đứt rồi qua bên này nè. Trời ơi, nãy giờ tiền tiếp về rồi kéo đi rồi đó, xếp cái vai bên này đi. À, wow. Xuyên quay lại, xuyên quay lại.